Đội Phó Từ, tôi tìm được nơi ẩn náu của Bành Bạc rồi. Cậu ở đâu? Ai cho cậu đi hả? Dọn đồ đi ngay. Đứng yên. Tôi nói cậu bao nhiêu lần rồi, bảo cậu chờ tôi. Cậu là cảnh sát, không phải trinh sát. Cậu không chiến đấu một mình. Cậu không muốn nghe lệnh thì sau này biến đi cho tôi. Đại Dũng, đội phó Tường, đội phó Tường, hôm nay tôi không nghe lời anh, tự ý hành động, quả thực là tôi không đúng. Tôi mong anh tha thứ cho tôi. Đúng. Là do tôi nên bình tĩnh. Tôi biết mình hay chọc giận anh, hay làm mấy chuyện khiến anh cảm thấy tôi rất ngu ngốc. Nhưng mà tôi thật sự không cố ý. Chuyện này là do tôi thiếu đầu óc. Là do tôi. Tôi mong anh hãy cảm nhận được thái độ hối lỗi của tôi. Cái từ thiếu đầu óc được không nhỉ? Có được không đấy Dương Đại Vũ? Đội phó Từ, quả thật là tôi thiếu đầu óc. Tôi thiếu đầu óc. Tôi cũng thông minh lắm. Nói anh hay. Anh tha thứ cho tôi đi. Đội phó Từ, chuyện hôm nay là do tôi quá lỗ mãn. Xin lỗi, từ lỗ mãn có ổn không? Có văn nhã quá không? Đội phó Từ, chuyện hôm nay quả thật là do tôi thiếu suy nghĩ. Thiếu suy nghĩ hay này, thể hiện sự chân thành. Nếu sau này còn xảy ra chuyện tương tự, chắc chắn tôi sẽ nghe anh. Xin lỗi. Đội phó Từ, chuyện hôm nay tôi quả thật quá thiếu suy nghĩ. Nếu sau này còn xảy ra nữa chuyện tương tự như vậy, chắc chắn tôi sẽ nghe anh. Nghe lời anh 100%. Này cậu sao vậy? Thanh niên, chú ý nghỉ ngơi đầy đủ chứ. Quần thăm của cậu kìa, tối đừng có thức khuya, ngủ sớm một chút. Đừng tưởng còn trẻ, thức mấy đêm cũng không sao. Tới già là lãnh đủ. Cậu sao vậy? Tôi chuyển về ký túc xá ban đầu được không? Cãi nhau sao? Tiện không? Bất tiện lắm. À không, không phải anh không giúp cậu. Giường ở ký túc xá của mình chỉ đầu viên xếp cho người khác rồi. Giờ không có giường trống, anh cũng hết cách. Lúc trước bảo cậu rồi mà, xếp mình ngoài lạnh trong nóng, dỗ dành vào. Hai người, đi với tôi, lát đi họp. Đi thôi, đi họp nào. Tôi không đi đâu. Đội phó Từ không gọi tôi. Đi thôi, không gọi cậu thì không đi à. Đi thôi. Đừng có dỗi nữa, mau đi. Dỗ dành đi. Lát là anh ấy cọc lên đấy. Mau lên. Chiếc xe của Bành Bạc điều tra chưa? Thế nào rồi? Tề Nhiễm điều tra chưa? Điều tra chưa? Tra rồi. Biển số chiếc xe của Bành Bạc không được đăng ký, chắc lại là biển giả. Hành tung xe thì sao? Sau khi chiếc xe đó bỏ chạy thì lái một đoạn ngoài đường cái về phía bắc, sau đó đi vào một thôn nhỏ thì không còn camera nữa. Chắc đã chuẩn bị trước rồi. Bản này chủ yếu do Đại Vũ phụ trách. Để tôi xem báo cáo được rồi. Tan hợp.
Đội trưởng Hình tìm cậu nói chuyện à? Gọi cậu làm gì? Anh ấy bảo tôi nghỉ mấy ngày để tôi nghĩ cho kỹ. Nghỉ à? Ngẫm gì vậy? Anh ấy bảo muốn tôi thành một thanh kiếm. Kiếm. Kiếm à? Cậu coi lãnh đạo kia nói chuyện khí thế mạnh mẽ. Được đấy. Tôi nghĩ chắc là cậu bị áp lực quá. Hay mấy hôm nữa anh xin nghỉ mấy ngày, đưa cậu đi biển tắm nắng, rồi ăn vài món. Cái đó, Húc Đông, cái đầu cậu đúng thật là. Giờ điều cậu ấy cần giải quyết là vấn đề tư tưởng, không phải vấn đề về cái bụng. Nhanh nhẹn lên, đội phó Từ chờ họp kìa. Mau lên đi. Nói sao nhé, mình nói sao nhé. Chưa. Qua và quà của anh ở buổi diễn trước vừa làm tôi biết ơn, vừa làm tôi cạn lời. Chi tiết thì gặp nói sau. Được. Đúng lúc hôm nay tôi không có nhiệm vụ. Hay là thật xin lỗi, dạo này nhiều vụ án quá nên bỏ lỡ buổi diễn của cô. Lần sau chắc chắn sẽ bù lại. Alo, Ngũ Nhất, Đại Vũ, cậu đang ở đâu thế? Tôi đang ở Tân Hải, sao vậy? Vậy cậu có thể đến thành phố Tuy một chuyến không? Không có gì, chỉ là nhớ cậu thôi. Mới mấy ngày đã nhớ tôi à? Ừ, còn một chuyện. Mấy ngày này tôi có thể tới nhà cậu ở vài hôm được không? Lúc nào cũng được, cậu cứ tới nhà tôi thoải mái. Tôi biết rồi, không có sáo với cậu đâu. Ừ. Được, vậy gặp chiều hay tối? Chiều đi. Chiều gặp nhé. Ok, chừng đó tôi đưa cậu đi dạo khắp thành phố Tuy. Được không? Để thiếu gia cậu vui là được. Được, được, bye bye. Bye bye. Không phải cậu bảo về nhà sao? Sao lại ở khách sạn? Tôi tưởng cậu đến thành phố Tuy tìm vợ, muốn định cư ở đây chứ. Bớt hóng hớt đi. Không phải sao, lúc đó thì cậu biết thôi. Đợi đã. Đừng bảo vừa bước vào là có một đống người nhé. Cậu còn dám nói tôi nữa. Lần trước cậu về trước làm tôi ngại lắm luôn. Cậu ngại à? Tôi cũng ngại đó. Không có ai, vào đi. Lần trước cậu tự nhiên đưa tôi tới chỗ đông người như vậy, tôi không biết phải làm sao luôn. Tôi nghĩ cậu đã tới thành phố Tuy, cần người bạn ăn bữa cơm để giữ thể diện thì tôi không sao hết. Nhưng mà cậu phải nói trước cho tôi biết chứ. Thôi, tại tôi được chưa, đại thiếu gia? Tại cậu chứ còn gì nữa. Tại tôi được chưa, căn nhà nhỏ này được chứ. Căn nhà nhỏ, đây là khách sạn mà. Đây không phải khách sạn, là nhà đấy. Nhưng mà không phải nhà tôi, là nhà cậu. Nhà tôi? Ừ. Cậu không biết à? Khách sạn này là một trong những dự án của ba cậu ở thành phố Tuy. Là gia sản của Dương thiếu gia đấy. Ba cậu biết tôi tới thành phố Tuy nên bảo tôi tới đây ở. Tôi ở bên đó. Ngủ nhất. Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi. Lão Dương là Lão Dương, Tiểu Dương là Tiểu Dương. Đại Vũ, đừng có khó khăn với ba cậu như vậy. Thực ra chú Dương ủng hộ cậu lắm. Thôi, không nói về ông ấy nữa. Sửa soạn đi. Tôi đưa cậu đi ăn đặc sản của thành phố Tuy. Thạch dung đậu phộng. Ê,
Lão Lưu, Trần Tổng, nghe nói anh mới tới thành phố Tuy, chừng nào anh tới công trình để chúng ta gặp một lần. Được, tôi biết rồi, tôi đang lái xe, lát trả lời nhé. Chỗ này khá gần công trình chỗ tôi đấy, hay là tới công trình với tôi trước nha? Cũng được đấy, đi. Lão Lưu, Trần Tổng. Trần Tổng, đây là bạn tôi. Gọi cảnh sát Dương là được. Cảnh sát ở đây, làm việc phải phấn chấn lên đó. Đừng có sai sót gì. Chắc chắn rồi. Đại Vũ, xem đi. Được. Công dân bộ phận công trình vào đúng giờ cả chứ? Vào rồi, vào rồi. Để kịp tiến độ, tôi còn tìm một nhóm công dân nơi khác tới chờ đãi ngủ nhất. Cậu xem người kia đi. Sao vậy? Mũ đâu? Bình thường chúng tôi đều tuân thủ quy định chặt chẽ. Chắc do sắp tan làm đấy. Nếu có công dân cá biệt không để ý chuyện này, anh bảo họ đuổi ngay đi. Mỗi phút mỗi giây an toàn ở công trình đều là chuyện lớn liên quan tới tính mạng. Anh xem người kia, với lại người này cũng không đuổi. Còn nữa, mũ bảo hiểm của chúng tôi đâu? À, bây giờ tôi đi lấy cho hai anh đội ngay. Cái đám công dân này, mau đi đi. Tôi nói bao nhiêu lần rồi. Nào, cậu kia, đội mũ vào đi. Đội mũ vào. Này, Ngũ Nhất. Tuy trước giờ tôi không hỏi đến chuyện ở công trình của ba tôi, nhưng tôi vẫn biết sơ kiến thức an toàn ở công trình. Nếu có chuyện gì thật thì cậu không gánh nổi trách nhiệm đâu. Được rồi, tôi hiểu rồi. Chuyện công việc tôi hiểu mà. Cậu chờ ở đây một lát, tôi đi nói chuyện với Lão Lưu một chút. Cậu hiểu rồi, nhớ lấy mũ bảo hiểm cho tôi đấy. Tên nhóc này. Sao cậu lại tự ý hành động nữa vậy? Cậu ở yên đó, ở đó chờ tôi. Tiểu Dĩ. Tiểu Dĩ. No quá sư phụ ơi. Sớm biết cậu ăn được như vậy là mình đi ăn buffet rồi. Vẫn là món ở đây ngon hơn, cảnh ở đây đẹp hơn. Nhớ anh quá sư phụ à. Tôi biết chuyện trước đây anh không quên được, nhưng đã lâu như vậy rồi, quên được thì cố quên đi. Nhớ trước đây, hồi mới vào đội trinh sát hình sự, mỗi lần chúng ta kết án thì sẽ tìm một quán nướng lề đường ngồi lại, mỗi người một két bia, không uống hết không được về. Thời gian trôi nhanh quá. Thời còn trẻ đúng là dồi dào sức lực, hệt như đám thanh niên mới vào đội. Được rồi, đừng vòng vo với tôi nữa. Anh có gì nói thẳng đi. Được, không vòng vo nữa nhé. Hôm nay tôi tìm anh là để nói về Dương Đại Vũ. Dương Đại Vũ, học viên giỏi, tốt nghiệp trường cảnh sát, điều kiện tốt như vậy mà chịu chủ động xuống cấp thấp rèn luyện, chứng tỏ cậu ấy có chính kiến. Cậu ấy thực sự muốn xuất sắc, mà đội chúng ta cũng thực sự cần có lực lượng mới trẻ tuổi giỏi giang như Dương Đại Vũ. Anh dẫn dắt cậu ấy đi. Anh bản lĩnh đầy mình như thế,
Muốn sau này không người thừa kế sao? Muốn dẫn dắt à? Muốn dẫn dắt thì anh tìm người khác đi. Cục trưởng Diên, vấn đề này phải do anh quyết định. Vô Song, tôi biết lính mới không dễ dạy. Cậu ấy là người mới mà. Có cần phải so đo như thế không? Cục trưởng Diên, tôi nói thẳng, cậu ta là học viên giỏi, có thể có suy nghĩ riêng, nhưng cũng không thể quá theo lối suy nghĩ riêng, vô tổ chức, vô kỷ luật. Làm sao tôi dẫn dắt được? Tôi cũng không dẫn dắt nổi. Hình Quốc Lương, có, gọi cô ấy tới đây cho tôi. Chân. Dương Đại Vũ, đến đây một lát. Đóng cửa lại. Cục trưởng Diên, tìm tôi. Cậu muốn cậu ấy đi phải không? Tôi, cậu cũng muốn đi phải không? Đây là kết quả làm việc sau mấy tháng của hai người. Cậu là ý gì? Cậu lén tôi tìm cục trưởng Dương, nói là muốn đi. Nếu cậu muốn đi, cứ nói thẳng với tôi. Không phải tôi muốn đi, mà là ý của đội phó Từ. Hình như là muốn tôi đi. Này, cậu có ý gì? Tôi làm gì dám ý kiến? Đây là thái độ nói chuyện với cấp trên sao? Thôi đừng nói nữa. Vì sắp xếp công tác của đội do hai người quyết định sao? Vậy còn cần tôi để làm gì? Được rồi, về viết kiểm điểm đi. Mỗi người một bản, ngày mai nộp cho tôi. Đi đi. Dân. Cam kết hoàn thành. Đội phó Từ, có chuyện sao? Tôi viết xong bản kiểm điểm rồi. Đưa tôi làm gì? Tôi muốn nhờ anh kiểm tra giúp. Được thôi. Nhưng còn một chuyện, đội phó Từ, tôi thực sự không muốn rời khỏi đây. Tôi biết rồi. Đóng cửa lại. Khá đấy. Đoàn kết là yêu cầu đầu tiên của đội ngũ.
Đoàn kết là yêu cầu đầu tiên của đội ngũ. Viết hay lắm. Xem bản kiểm điểm của hai người xong, tôi thấy mừng lắm. Xem đi, tư duy viết, chia đoạn đều rất đồng nhất, chứng tỏ hai người có khả năng thành một cặp cộng sự rất tốt. Được lắm, tôi nhận. Cục trưởng Chiên, anh nói rất hay. Hay là chuyện này dừng ở đây đi. Trong tay đội phó Từ và Đại Vũ còn có vụ án. Bình thường hai người này rất là dứt giả. Vậy chuyện này đến đây thôi. Hai người chung sống hòa bình nhé. Dân, đi thôi. Còn mấy nhóm nữa? Tôi không có ý đó. Hôm nay tôi mới biết anh là trùm trong đội. Mọi người đều phải nhường anh. Nhưng đồng chí nắm trùm cũng không ngờ được sẽ có một ngày lại có người bắt anh với kiểm điểm. Thôi đủ rồi đấy. Anh tưởng cục trưởng Viên không nhìn ra thật sao? Anh nói anh và Dương Đại Vũ với kiểm điểm cũng ăn ý, là chừa đường lui cho anh đấy. Còn không lo mà nhượng bộ. Tôi hiểu rồi. Anh tự tập một lát đi, cho tôi yên tĩnh một chút. Tôi tập xong rồi, tôi muốn nói với anh một chuyện. Anh nói đi. Anh nói đi, anh coi mình đi không còn nhỏ nữa mà cứ độc thân mãi. Trì Nhất Phi à, theo tôi biết cô ấy cũng độc thân mãi. Hay là hai người xứng đôi lắm. Lão Hình, lấy găng boxing đi. Làm gì, chúng ta cọ sát một chút. Tôi bị điên hay sao mà đánh với anh chứ? Thiệt tình. Đừng đi chứ. Đội phó Từ, chuyện lần này là vấn đề ở tôi. Tôi xin lỗi anh. Xin lỗi. Anh ngủ chưa? Của tôi. Cảm ơn. Tôi xem như anh tha thứ cho tôi rồi. Ngủ ngon. Tòa nhà 3, 5, 9.
Dựng thép cột chưa? Xong hết rồi. Trần tổng xem đi, còn bên này, bên này, dưới đằng sau đang làm. Đội mũ bảo hiểm chưa? Đội hết rồi. Lão Lưu đâu? Lão Lưu bên đó. Gọi anh ấy qua đây. Lão Lưu, cái này cậu làm đi. Cậu làm đi. Trần tổng, Lão Lưu, qua phần kiểm tra an toàn chưa? Sao tôi nghe nhiều công nhân nói rất nhiều mục kiểm tra an toàn đều không được duyệt. Trần tổng, yên tâm đi. Công trình chúng ta tuyệt đối không có vấn đề về an toàn đâu. Anh nhớ làm xong hết mấy việc giặt rồi hẳn khởi công. Yên tâm đi Trần tổng. Trần tổng, trời nóng quá, hay là mình vào văn phòng ngồi đi. Đợi đã, tôi chưa bảo bỏ mà. Đợi đã. Anh vừa đánh quân gì? Hai con già đấy, hai con xì. Cái nào? Khoan đã. Hai con xì. Không bắt nổi à? Bỏ đi. Đi, bỏ đi. Joker đen. Đôi mười. Chưa nói là bỏ mà. Vội cái gì? Do ảnh hưởng từ mưa bão, hôm qua một công trình dưới trướng tập đoàn Huy Hoàng ở quận Tân An đã bị sét đánh, 4 công nhân không may tử vong. Theo điều tra, nguyên nhân sự cố lần này là do lỗi thi công. Hiện người phụ trách dự án đang chứng thực tình hình ở hiện trường. Các người làm ăn kiểu gì vậy? Địa cao áp cũng chôn nhầm được sao? Cột thép dựng trúng ngay đường điện làm 4 người chết. Các người làm công trình kiểu gì? Các người đi làm việc đi. Chú ý vào đấy. Đại Vũ, Vũ nhất tôi xem tin tức rồi. Chuyện công trình làm sao mà ra như vậy? Bữa trước lắp đất đã chôn nhầm điện cao áp. Công nhân dựng cột thép trúng điện cao áp. Chuyện này tôi nói với cậu bao nhiêu lần rồi, phải làm đúng quy định. Cậu giám sát kiểu gì vậy? Cậu giám sát kiểu gì làm chết 4 mạng người? Tôi cũng đâu có ngờ chứ. Tôi đã dặn đi dặn lại rất kỹ. Tôi luôn yêu cầu họ làm đúng quy trình. Tôi giờ cậu không chỉ là làm trái quy định, làm mất mạng người, là phải chịu trách nhiệm pháp luật. Cậu gánh nổi không? Đại Vũ, tôi biết rồi mà. Cậu đừng nói nữa. Giờ tôi phiền lắm. Bên dưới đào ra một người. Đào ra một người thật đấy. Cướp trước nhé. Trần tổng, không sao chứ? Trần tổng, Trần tổng có sao không? Gọi điện cho 120 đi. Được, chúng tôi tới ngay. Đội phó Từ, vừa nhận được vụ án 110 chuyển qua. Trong lúc thi công bất động sản Huy Hoàng phát hiện ra một thi thể. Huy Hoàng, chỗ điện giật làm chết người hôm trước sao? Đúng vậy. Ra quân. Dân. Tốc độ. Tới đây. Đội phó Từ anh đi đâu vậy? Mau lên, mau lên. Tín hiệu hành động. Chị Diễm à, rốt cuộc là có chuyện gì? Vừa nhận được chỗ bất động sản Huy Hoàng, lần trước xảy ra sự cố lại đào ra thêm một thi thể. Qua bên kia một chút. Thêm một chút nữa. Anh luôn làm việc ở công trình này sao? Từ từ thôi. Anh là người đầu tiên phát hiện à? Ở đây phải không? Chỗ anh sao rồi? Tạm thời chưa có tiến triển gì. Sao rồi? Tình trạng phân hủy xác khá nghiêm trọng. Cổ có vết xiết, chắc là bị xiết cổ xong chôn xuống đây. Tình hình cụ thể phải về kiểm tra toàn diện mới biết được. Cái này em tìm thấy trên người của nạn nhân, chắc là chứng minh thư của chính anh ta. Nghiêm bưu.
Đây là công dân đầu tiên phát hiện thi thể. Có quen nghiêm Bưu không? Anh Bưu, trưởng nhóm trước đây của chúng tôi. Người chết là anh Bưu sao? Chưa chắc chắn. Có gì sẽ gọi anh sau. Được. Cảm ơn đã phối hợp. Người phụ trách dự án đâu? Trần Vũ Nhất. Thấy thi thể xong đã ngất rồi, đang nghỉ ngơi. Để tôi đi gọi. Trần Vũ Nhất, cậu về đây. Chào cảnh sát. Xưng hô thế nào đây? Trần Vũ Nhất. Tôi họ Từ. Cảnh sát Từ xin chào. Tôi muốn tìm hiểu vài chuyện từ anh. Không vấn đề gì. Tôi biết gì chắc chắn sẽ nói.